có chân dài á hậu cứu, có trần lực chữa, ông Táo vẫn không thoát được cơn hấp hối. Trong chương trình Táo Quân 2024, đạo diễn Trần Lực đã đưa một nữ diễn viên từng là á hậu vào tham gia. Đây là một nét mới bởi khán giả không những nhàm chán với nội dung mà nhàm chán cả với những khuôn mặt già nua đã diễn ở chương trình Táo Quân suốt 20 năm qua. Táo Quân năm 2024 đã thay đạo diễn, thay diễn viên, thay kịch bản, thì việc đưa những người diễn viên trẻ, đặc biệt là nữ diễn viên có nhan sắc, cũng là một cách để kéo khán giả trở lại với màn ảnh. Á hậu kiêm diễn viên Thanh Hương đã được mời tham gia chương trình Táo Quân năm nay. Trong lĩnh vực nghệ thuật, danh hiệu Hoa hậu hoặc Á hậu làm yếu tố có thể thu hút được khán giả. Hầu hết các chương trình ca nhạc, các bộ phim thị trường đều cần có sự có mặt của các người đẹp. Diễn viên Á hậu Thanh Hương trong chương trình Táo Quân 2024. Diễn viên kiêm Á hậu Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa Khôi Hải Dương và cô đặt giải ngôi Á hậu 1 của cuộc thi. Cô từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó cô về làm việc tại đoàn kịch 2 thuộc nhà hát kịch Hà Nội. Về nghề nghiệp, diễn viên Thanh Hương có một thành tích đáng nể. Cô từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Sinh Tử, Những Ngày Không Quên, Mùa Hoa Tìm Lại, vân vân. Diễn viên Thanh Hương cho biết, được đóng Táo Quân là một điều may mắn mà tôi nhận được. Táo Quân đã là một thương hiệu đi vào lòng khán giả nhiều năm. Vào dịp Tết, đây là một vinh dự rất lớn với tôi và cả các nghệ sĩ trẻ khác. Thanh Hương nói rằng, Táo Quân là một thương hiệu, điều đó đúng. Vì chương trình này đã gây dựng thương hiệu trong suốt 20 năm qua và được phát sóng vào giờ vàng đêm giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, Thanh Hương quên rằng đây là một thương hiệu đang trên đà sụp đổ. Nó giống như những doanh nghiệp lớn nhưng đang hấp hối vậy, rất khó cứu vãn. Thuyền to thì sóng lớn, thương hiệu bị quay lưng thì chính thương hiệu đó cũng khiến cho diễn viên mất hình ảnh theo. Kết quả của chương trình Táo Quân đã rõ, nhiều người than phiền Táo Quân năm nay không thể xem nổi. Có đổi mới diễn viên, có đổi kịch bản, nhưng những cái mới đó cũng không khá hơn cái cũ. Trong khi chương trình Táo Quân cũ đã bị khán giả chê bai thậm tệ. Đạo diễn Trần Lực cũng được xem là một thương hiệu. Ông là một đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, từng đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh. Trong vai trò đạo diễn, Trần Lực cũng không xa lạ gì với giới hâm mộ. Việc VTV giao cho Trần Lực đạo diễn chương trình Táo Quân cũng là cách nhờ bàn tay của đạo diễn nổi tiếng này để cứu vãn một con tàu đang chìm. Nhưng rồi ông Lực cũng bất lực. Đạo diễn Trần Lực cũng bất lực trong nhiệm vụ vực dậy thầy ma Táo Quân. Đã 20 năm Táo tụ về thiên đình, Châu Ngọc Hoàng, nay đạo diễn Trần Lực cho Ngọc Hoàng vi hành xuống trần gian, nhưng kết quả vẫn nhận được nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Như vậy, nếu chương trình Táo Quân 2025 vẫn tiếp tục, thì không biết đạo diễn sẽ thay đổi kịch bản như thế nào. Ngọc Hoàng ở thiên đình không được, xuống trần gian cũng không xong. Vậy thay đổi thế nào cho hấp dẫn? Quả thật là khó. Thật ra, VTV chỉ đang cố níu kéo một chương trình đã lỗi thời, cần phải khai tử. Bởi lịch sử ngành điện ảnh cho thấy những bộ phim từng vô cùng ăn khách một thời, dù là những cuốn phim bất tử với thời gian, rồi cuối cùng nó cũng phải kết thúc. Ví dụ như bộ phim hoạt hình Tom and Jerry rất nổi tiếng của hãng Walt Disney, được xem là bộ phim kinh điển, được nhiều thế hệ người xem yêu thích, nhưng vòng đời của nó vẫn phải kết thúc. Đến nay người ta vẫn tiếp tục xem Tom and Jerry, nhưng điều đó là những thước phim cũ đã sản xuất cách đây nhiều thập kỷ. Chương trình Táo Quân không đạt được độ thâm thúy, hài hước và có giá trị với thời gian như Tom và Jerry, nên tất nhiên vòng đời của nó phải ngắn hơn và đã đến lúc phải kết thúc. Nếu VTV vẫn làm cố thì sẽ chỉ là năm sau bị chê nhiều hơn năm trước mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Có chân dài Á hậu cứu, có trần lực chữa, ông Táo vẫn không thoát được cơn hấp hối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề. Hà Tĩnh học cô Tổng, cắt đuôi Thạch Sùng. Chính quyền của Đảng thường hay dùng từ đánh rắn phải đánh dập đầu, nghĩa là muốn dẹp loạn thì phải hạ được thủ lĩnh. Tuy nhiên, trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng thì lại không làm theo cách như vậy. Cho tới nay, rất nhiều vụ án lớn, ông Tổng không triệt hạ được người đứng đầu mà lại thả cho họ hạ cánh an toàn. Vụ Việt Á được ông Nguyễn Phú Trọng đánh rất mạnh vào các CDC tỉnh thành, thậm chí đánh vào một số lãnh đạo của tỉnh. Tuy nhiên, những người ở Trung ương tham gia cùng Việt Á thì lại vẽ đường cho con đường thoát. Ông Vũ Đức Đam từng là Bộ trưởng Bộ Y tế và là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế chỉ bị loại ra khỏi Trung ương Đảng. Người ẩn danh nắm tới 80% cổ phần của Việt Á vẫn không bị đụng đến. Theo thông tin ngoài luồng cho biết, người nhà của một trong các tứ trụ nắm lượng cổ phần này, kết quả trụ này chỉ bị thoái vị mà không hề bị bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, thủ phạm vụ xe công đón con. Vụ chuyến bay giải cứu cũng là một vụ ăn lớn, bắt rất nhiều người, nhưng ở tầng cao, ông Phạm Bình Minh chỉ phải nhả ghế là được an toàn. Hầu hết các án nặng đều dành cho cấp dưới, vốn chỉ là những kẻ thừa hành hoặc quản lý ở các địa phương. Như vậy, người thừa hành thì bị trừng phạt rất nặng, còn kẻ chủ mưu thì lại thoát tội. Rất nhiều vụ án từ trước đến nay cho thấy ông Tổng chống tham nhũng chỉ là việc cắt đuôi con Thạch Sùng, thay vì đánh cho nó dập đầu. Mà cắt đuôi con Thạch Sùng thì nó lại mọc ra cái đuôi mới. Vì thế ông Tổng càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lú lên mạnh mẽ hơn. Vụ bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà cho xe công gắn còi hụ chạy vào sân bay Vinh đón con, cho tới nay Đảng ủy Hà Tĩnh chưa xử lý người chủ mưu vụ này, mà thay vào đó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh lại phạt phóng viên hỏi bà Hà về vụ việc. Và mới đây, Công an Hà Tĩnh lại xử phạt tài xế 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng, tịch thu bộ đèn và còi ưu tiên. Lái xe chỉ là người thừa hành, họ chỉ làm theo lệnh, sao lại phạt họ mà bỏ qua lỗi của người ra lệnh. Rõ ràng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang xử lý vụ xe công đón con này bằng cách cắt đuôi con Thạch Sùng. Cái đầu chủ mưu Nguyễn Thị Lệ Hà thì vẫn không sao, trong khi đó lỗi là do bà này gây ra. Rõ ràng chính quyền Hà Tĩnh muốn thách thức dư luận rằng chúng tôi sai, chúng tôi phạt người khác, thì dư luận làm gì được chúng tôi đây? Cách xử lý như thế là bao che cho kẻ chủ mưu. Vụ việc này đang rất nổi trên mặt báo, chẳng lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thấy, không biết hay sao? Muốn chống tham nhũng hiệu quả thì ông Tổng phải chống luôn những kẻ chống tham nhũng kiểu cắt đuôi con Thạch Sùng. Tuy nhiên, nếu ông Tổng làm thế thì cũng khó cho ông. Bản thân ông đút lò cũng thường theo cách cắt đuôi con Thạch Sùng quẳng vào lò, chứ ông nào có làm theo tôn chỉ đánh rắn phải đánh dập đầu đâu. Chủ thì sai, nhưng chính quyền đã đi phạt tớ. Nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 80 tuổi và sức khỏe đã rất yếu rồi. Có lẽ ông không còn đủ thời gian để thực hiện một cuộc cách mạng trong chiến dịch chống tham nhũng nữa. Với tuổi tác và sức khỏe như vậy, chỉ riêng việc ông có thể sống đến hết năm Thìn thì đã là kỳ tích, còn nói gì đến việc có đủ sức khỏe và tinh thần và sức khỏe về thể chất để làm một cuộc đại phẫu trong công cuộc đốt lò. Việc thay đổi phương pháp chống tham nhũng từ cắt đuôi con Thạch Sùng sang đánh rắn dập đầu sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, người dân không có quyền. Nếu ở một quốc gia pháp quyền với cách xử lý quan chức kiểu như chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã làm, thì kẻ xử lý sẽ bị pháp luật trừng phạt. Còn ở Việt Nam, họ chỉ xử lý chiếu lệ cho qua chuyện, xem ý dân chẳng ra gì. Họ bao che cho nhau bằng những cách thô thiển nhất, coi thường người dân nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin Hà Tĩnh học cụ Tổng, cắt đuôi con Thạch Sùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm D.